Hi, xin chào cả nhà, lại là May đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một món ăn cực kỳ ngon và hấp dẫn luôn ha. Từ khi mình làm dâu Bắc thì mình mới biết ăn món này nha các bạn. Đó là món canh cà bung đậu thịt nha các bạn. Nghe cái tên thôi cũng đã kêu rồi các bạn ha. Rồi mời cả nhà vào bếp cùng May để cùng nhau thực hiện món này nha. Xem món này ngon như thế nào và hấp dẫn như thế nào nha cả nhà. Nấu món canh cà bung thịt thì có hai cái loại lá mà mình cần phải sử dụng, đó là lá tí tôn và lá lốt nha các bạn. Hai cái loại lá này á là nó tạo lên cái hương vị đặc trưng cho cái nồi canh cà bung đậu thịt nha các bạn. Nó sẽ có một cái hương vị đặc trưng luôn ha. Nếu mình không có hai lá này á, mình ăn nó sẽ cảm giác như thiếu thiếu gì nha các bạn. Rồi ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm là lá hành nữa nha các bạn. Nếu bạn nào biết ăn hành thì mình sẽ bỏ thêm hành vào nữa nha. Rồi tiếp theo nữa là cà chua nha các bạn ơi. Để cho có một cái hương vị là chua chua các bạn thì mình sẽ sử dụng một trái cà chua nha. Và các bạn lưu ý là mình bỏ vỏ đi nha các bạn. Thì bỏ vỏ đi thì khi mình xào lên nó nhanh nhừ, và cái vỏ cà chua đó là nó khó tiêu đó các bạn, nên mình nên bỏ vỏ nha các bạn. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm mẻ nha các bạn. Thì cà chua thì nó không có đủ chua nhiều á thì mình sẽ cho thêm mẻ vào nha. Tiếp theo thì mình sẽ chế cà nha các bạn ơi. Cà mình sử dụng đây là cà dĩa sọc xanh nha. Nếu các bạn không mua được cà này thì các bạn có thể sử dụng cà tím, hoặc là nếu mình tìm được cái loại cà mà cà trắng trắng tròn tròn các bạn, cà đó cũng ngon các bạn, mà mình kiếm không có nha. Thì cà dĩa sọc xanh ăn cũng rất là ngon nha các bạn ơi. Rồi các bạn cứ cắt ra thành múi câu các bạn, miếng vừa ăn cũng đừng cắt nhỏ quá nha các bạn ơi. Cắt nhỏ quá khi các bạn nấu nó cũng bị nhừ nha. Cắt vừa vừa nha các bạn. Sau khi các bạn mà cắt xong hết cà rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị một tô nước muối nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây để mình ngâm cà nha, để cà nó ra với cái mủ cũng như là nó sẽ không có bị đen cà các bạn. Nhìn cà nó vẫn màu trắng nha các bạn, nó đẹp hơn nha. Và các bạn lưu ý các bạn ngâm nước muối thì tầm khoảng 10-15 phút rồi các bạn vớt ra rửa để ráo nha các bạn. Đừng có ngâm quá lâu nha các bạn. Rồi tiếp theo là đậu hũ ha. Các bạn có thể mua miếng chiên sẵn, còn mình thích mua cái miếng đậu hũ non như vậy á, vì mình chiên lên thì mình ăn nó sẽ mềm hơn và nó ngon hơn nha các bạn. Rồi các bạn cứ cắt từng lát nhỏ ra. Vừa ăn của mình được rồi nha các bạn, muốn cắt sao cũng được nha các bạn. Rồi mình chiên lên nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi cắt thịt nha các bạn. Thịt mình sử dụng đó là thịt heo ba chỉ nha. Thì sử dụng ba chỉ là vì nó có nạc và có mỡ đó các bạn, thì ăn nó sẽ béo hơn và nó ngon hơn nha các bạn. Và các bạn cứ cắt cái miếng vừa ăn thôi, đừng cứ sắc mỏng quá nha các bạn. Đó, sắc như mình cắt là được rồi nha. Rồi lá lốt nè, tí tô và lá hành đó thì mình rửa sạch sẽ, sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ ra nha. Các bạn cắt nhỏ ra để tí nữa mình bỏ lên trên nha các bạn. Rồi sử dụng thêm một tí hành tỏi nữa, tí nữa mình khử lên cho nó thơm nha các bạn. Cái này thì thường thường mình nấu cái gì mà xào nấu thì mình hay sử dụng hành tỏi các bạn. Khử lên thơm, rất là thơm luôn ha, ăn rất là ngon nha. Rồi ai mà ăn cay á, bạn nào mà ăn cay thì bỏ thêm ớt vào nha các bạn ơi. Rồi xong hết rồi nha các bạn ơi, mình sẽ chế nguyên liệu xong hết rồi nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi nấu nha các bạn. Món này khá là nhanh nha các bạn, làm rất là nhanh luôn á. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi chiên đậu hũ trước nha. Đậu hũ thì chúng ta sẽ cho dầu vào và mình chiên vàng hết tất cả các mặt, sau đó mình sẽ vớt ra nha các bạn. Rồi mình tận dụng luôn cái chảo này, mình bỏ hết dầu ra nha các bạn. Mình để trong chảo một tí dầu thôi, vì ba chỉ mình ram lên nó sẽ ra cái mỡ nha. Và các bạn lưu ý là khi các bạn ram ba chỉ lên á thì nó vừa vàng tới, nó có cái màu vàng đẹp đẹp là được rồi nha các bạn. Các bạn đừng có để lâu quá là cái miếng thịt nó cứng luôn nha. Rồi ba chỉ mà vàng lên như vậy á thì chúng ta sẽ vớt ra nha các bạn, vàng sơ như vậy là được rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt một cái nồi lên, cho một tí dầu vào thôi nha các bạn, để mình khử thơm hành tỏi và ớt á, cho thơm lên. Sau khi hành tỏi và ớt thơm lên rồi thì chúng ta sẽ cho cà chua vào để khử lên nha các bạn. Cà chua mà các bạn khử lên mà nó nhừ nhừ rồi đó, bắt đầu mình sẽ cho cà vào, mình cho đậu hũ rồi thịt vào ha, và chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm nha. Các bạn khoan bỏ đậu hũ vào nha các bạn ơi, tí nó chừng nào mà nó gần chín rồi đó mình sẽ bỏ đậu hũ vào nha. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị trước để cho nó thấm gia vị vào cà và thịt nha các bạn. Bột ngọt mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê bột ngọt, tiêu mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê tiêu, nước mắm thì mình sẽ cho vào đây là hai muỗng ăn cơm nước mắm nha các bạn. Rồi các bạn sẽ đảo đều lên cho nó thấm gia vị nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho nước lọc vào nha các bạn. Thank you.
Rồi các bạn nào mà thích ăn nhiều nước thì các bạn cho nhiều một tí nha. Còn nếu mà ăn sạch sạch thì cho sắp sắp thôi, để tí nữa mình nấu nó rút lại nữa là vừa ha. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Vậy mình nấu tầm khoảng là 10 đến 15 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ mở nắp ra, cho đậu hũ vào và nêm nếm gia vị lại nha. Các bạn lưu ý là đừng có để lửa lớn quá nha các bạn, để lửa vừa thôi. Rồi cái nồi này mình nấu được 10 phút rồi bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho mẻ vào nha. Và các bạn lưu ý là cho mẻ vào thì các bạn cho ít thôi, không nó bị chua nha. Cái này là mình lỡ tay á, mình bỏ vào muỗng các bạn hơi nhiều, nhưng mà khi mình cho xuống nồi thì mình cho có nửa muỗng thôi. Còn mình để ra ngoài nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vào và mình nêm nếm gia vị lại nữa là xong nha các bạn. Nấu rất là nhanh luôn nha. Cái món này để mình đảm bảo các bạn luôn, cực kỳ bát cơm luôn ha. Từ khi mình làm dâu người Bắc mình mới biết ăn món này nha các bạn. Rất là ngon luôn á, mình không nghĩ là cái món này nó ngon như vậy luôn các bạn. Rồi các bạn nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình nha. Mình cho thêm vào đây là hạt nêm và đường các bạn, mỗi thứ là một muỗng cà phê nha các bạn. Rồi như vậy là chín rồi nè, gia vị cũng đủ rồi đó, ok đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết lá vào nha. Cái món này thì các bạn phải nên cho nhiều lá vào nha, nhiều tí tô, nhiều lá lốt với lại hành, lá hành vào thì nó mới ngon, nó mới thơm nha các bạn. Đó, các bạn đừng có sợ là nó nhiều nha, phải càng nhiều lá thì càng ngon và càng thơm nha các bạn. Rồi như vậy là xong rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ tắt bếp nha và mình cho ra tô và bắt đầu ăn cơm nha các bạn ơi. Rồi thế là cũng đã xong món canh cà bung đậu thịt nha các bạn. Nhìn ngon và hấp dẫn các bạn ha. Đó các bạn thấy chưa? Nhìn hấp dẫn ha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ múc vào và ăn thử nha các bạn ơi. Wow, nhìn ngon các bạn ha. Rồi, mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Ăn thêm miếng đậu hũ nữa đi các bạn, với miếng thịt nè. Ui, ngon lắm các bạn ơi. Cái món canh cà bông đậu thịt này thật sự rất là ngon luôn nha các bạn. Món ăn cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là thơm và ngon luôn. Thịt kho thì mềm nè, có vị chua chua của mẻ và cà chua nè. Về phần cà thì cũng có vị chua chua ngọt ngọt với vị béo và bùi của đậu hũ nữa. Cực kỳ ngon nha các bạn. Rồi cả nhà nên thử món này nha các nhà ơi. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tạm biệt.